Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm tóm cá gọc, Phan Đình Trạc trắng tay, Trạc thất thế. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết tâm đốt sạch, đốt mạnh những thanh củi mà ông Trọng đã lên danh sách đen. Trong đó có củi thuộc nhóm Việt Á chiếm số áp đảo. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được phân công phục vụ khu vực miền Bắc, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương phục vụ khu vực miền Nam. Đây là cuộc thi chạy đua giành sự tín nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng để tích góp vào sự nghiệp chính trị cho từng người. Ông nào làm tốt hơn thì ông đó sẽ có tương lai. Ông Phan Đình Trạc vốn chưa tai tiếng gì, nhưng ông Tô Lâm thì đã có quá nhiều tai tiếng. Cũng vì thế mà lợi dụng cơ hội này, ông Tô Lâm cần thể hiện là công cụ sắc bén cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người tổ chức cuộc đua mới ra quân. Thời gian ngắn mà ông Tô Lâm đã tóm được hai con cá lớn, đó là Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây được xem là thành tích của Tô Lâm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành công an, ông Tô Lâm đã đi trước ông Phan Đình Trạc trên đường đua này. Phan Đình Trạc cũng xuất thân từ ngành công an. Từ tháng 2 năm 2001 cho đến tháng 9 năm 2005, ông Trạc là giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Từ năm 2005, tiến thân của ông với vai trò lãnh đạo tỉnh về trung ương làm việc ban nội chính. Xem ra ông Phan Đình Trạc cũng có kinh nghiệm phá án, nhưng không có kinh nghiệm bằng ông Tô Lâm, và kết quả nó cũng khác nhau. Ông Phan Đình Trạc vào Nam chưa biết có theo đuổi được cá lớn nào hay không, nhưng cho tới giờ này thì chưa thấy có động tĩnh gì cả. Tại miền Nam vẫn có rất nhiều cá lớn ẩn nấp nơi đó. Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đợi lên thớt, nhưng sao chưa thấy Phan Đình Trạc làm gì cả. Còn đó Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải, nhưng xem ra những nhân vật này quá tầm với của Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang có lợi thế. Cánh miền Nam được xem là hung hiểm đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đến ông Nguyễn Phú Trọng mà còn bị ngã bệnh bí ẩn ngay tại Kiên Giang thì xem ra vùng đất miền Nam không dễ gì khuất phục những người từ miền Bắc vào xử lý. Từ ngày ngã bệnh tại Kiên Giang suýt nữa thì mất mạng, ông Nguyễn Phú Trọng không dám vào vùng đất này lần nào nữa. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng biệt phái Phan Đình Trạc thì xem như làm khó ông này. Trong lần thử thách này của ông Nguyễn Phú Trọng với hai tướng dưới quyền, xem ra ông Trọng vẫn ưu ái cho Tô Lâm hơn một chút. Giống như Hùng Vương thứ 18 thử thách Sơn Tinh và Thủy Tinh y như vậy. Lễ vật thì nghiêng hẳn về phía Sơn Tinh. Ông Trọng thì có vẻ ưu ái ông Tô Lâm khi để ông này vào vùng đất dễ tóm cá gọc lập công nhất. Vụ án Việt Á dính đến rất nhiều quan chức ở phía Bắc. Quan chức lớn dính đến vụ án này đều chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam. Còn đó có ông Vũ Đức Đam, một con cá cũng rất lớn. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà bật đèn xanh thì Tô Lâm sẽ ra tay ngay lập tức. Có vẻ như giải đất miền Trung ông Nguyễn Phú Trọng đang bỏ quên. Thành phố Đà Nẵng chi tiền mua kit xét nghiệm dởm của Việt Á nhiều nhất, nhưng vẫn chưa thấy ai đến đây tóm người. Hay là vùng đất này còn có ông Nguyễn Xuân Phúc nên không ai dám động đến. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc chưa lập thành tích gì. Với vị trí trưởng ban nội chính trung ương thì ông Phan Đình Trạc có quyền lực rất lớn. Thời ông Nguyễn Bá Thanh đứng đầu bộ này, ông Thanh rất gan dạ dù ông chỉ là ủy viên trung ương đảng. Lúc đó ông Nguyễn Bá Thanh đã tham dự phiên tòa xử Dương Chí Dũng để moi ra sai phạm đưa hối lộ có liên quan đến ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng rồi sau đó ông Nguyễn Bá Thanh đã sống không thọ. Phan Đình Trạc là người từng được xuất thân ở ngành công an, nhưng xem ra sự lì lợm và sự liều mạng, sự dám làm thua cả ông Nguyễn Bá Thanh rất xa. Nếu không can đảm thì sẽ trắng tay, sẽ không có thành tích gì để cạnh tranh với Tô Lâm cả. Ở lần chạy đua lần này, Phan Đình Trạc thất thế trước Tô Lâm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vừa bị ông Tổng chĩa nòng vào mặt, Nguyễn Kim Sơn bị kẻ giấu mặt đâm lén. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa cho Bộ Công an điều tra sau khi khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam.
Nguyên nhân là Bộ Giáo dục đã vi phạm trong công tác xây dựng ngân sách và câu hỏi đặt ra về đề thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2021. Tiếp theo khởi tố vụ án là khởi tố bị can bà Phạm Thị My, sinh năm 1963, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, và ông Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị truy tố theo điều 356 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào Bộ Giáo dục. Đây được xem là phát súng đầu tiên chĩa thẳng vào mặt ông Nguyễn Kim Sơn. Trong bối cảnh ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị bắt, thì việc bắt thêm một ông bộ trưởng đầy tai tiếng khác không có gì là bất ngờ. Gần đây, xã hội bức xúc vì hiện tượng tăng học phí lên đến 5 lần và tăng giá sách giáo khoa lên từ 2 đến 3 lần. Trong bối cảnh người dân thiếu thốn đủ bề vì hậu Covid, đồng thời giá xăng thì tăng phi mã, kéo theo lạm phát cao, người dân đã nghèo lại càng nghèo hơn. Đáng lẽ ra, Bộ Giáo dục phải có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học sinh một phần hay toàn phần sách giáo khoa, thì Bộ Giáo dục lại làm ngược lại. Đây là dấu hiệu dung túng cho nhóm lợi ích giáo dục trục lợi. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải phanh phui tới cùng vụ này. Cũng gần đây, trên báo Giáo dục có bài viết Bộ Giáo dục nên có một bộ sách giáo khoa điện tử đăng công khai, ai cần cứ lấy. Tác giả đề nghị rằng thực trạng sách giáo khoa chỉ sử dụng một năm rồi bỏ hoặc bán đồng nát tồn tại trong thời gian gần đây cho thấy sự lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, cho thấy việc biên soạn sách giáo khoa có vấn đề. Số tiền mua sách giáo khoa không phải nhỏ mỗi năm, nhưng phải vứt đi hoặc bán đồng nát là điều vô cùng lãng phí, nhưng lại không có ai lên tiếng, chịu trách nhiệm, và người tiêu dùng, tức là phụ huynh học sinh, đã phải lãnh đủ. Đây là hình ảnh đề xuất làm ông Nguyễn Kim Sơn không vui. Dù không ép buộc được, nhưng gần như sách giáo khoa cũ đều trở thành hàng phế thải và học sinh phải mua sách mới. Mọi thiệt thòi đều cho học sinh, cũng như các phụ huynh phải gánh chịu, và đương nhiên lợi nhuận khủng thì rơi vào túi các nhà xuất bản sách giáo khoa và người bán sách. Tác giả cũng đã mạnh dạn đề nghị các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước thực hiện đề xuất này để mang lại lợi ích cho nhân dân. Đây quả thật là lợi xuất tuyệt vời, nhưng thực sự đề xuất này không làm cho Nguyễn Kim Sơn vui. Vì sao? Vì chính ông Nguyễn Kim Sơn đang để đề án nâng giá sách giáo khoa tung hoành mà cấp chương trình sách giáo khoa miễn phí thế này, thì các nhóm lợi ích có liên quan đến nhà xuất bản giáo dục làm sao còn nơi nào để hái ra tiền và cung phụng cho các ông nữa. Cũng không rõ người đề xuất ý kiến này là ai, nhưng cũng phải thừa nhận đây là ý kiến rất tốt. Người này không công khai tên tuổi vì chắc là sợ thế lực khủng căm ghét. Người được cho ý kiến hay như vậy mà phải nấp trong bóng tối thì rất đáng tiếc cho chế độ này. Người thẳng thắn không có đất sống. Với đề xuất này thì rõ ràng người đó đã đâm sau lưng ông Nguyễn Kim Sơn một nhát đầu điếng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý đến đề xuất này thì các dự án của các doanh nghiệp thân hữu trong ngành giáo dục có thể sẽ mất miếng ăn của họ. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý sáng kiến mới thì không loại trừ ông sẽ cho người điều tra những dự án trục lợi mà hiện đang triển khai trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm khổ học sinh và làm phụ huynh thêm nhiều khó khăn vì cứ phải trả tiền mua sách mới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang không được an toàn như trước. Ông Nguyễn Kim Sơn xem ra không khác mấy người tiền nhiệm của ông. Ông Phùng Xuân Nhạ nếu cứ moi móc ra những sai phạm hay liên tục đưa ra những đề xuất làm lộ sai phạm thì có thể một ngày nào đó ông Nguyễn Kim Sơn sẽ đoàn tụ với các đồng liêu như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long trong khu nhà giam mát lạnh.